Các bạn thân mến, nếu văn hóa ẩm thực phương Đông có đôi đũa là nét đặc trưng, thì con dao cái nĩa là linh hồn của ẩm thực phương Tây. Để trở thành những thực khách văn minh, lịch thiệp và sành điệu, mời các bạn cùng tìm hiểu cách dùng con dao cái nĩa sau đây. Trước hết, năm ngôn ngữ của con dao cái nĩa. Thứ nhất, ra hiệu vẫn đang ăn. Để ra dấu hiệu cho nhân viên phục vụ bàn biết bạn vẫn đang ăn nhưng chỉ nghỉ một chút. Bạn sẽ đặt con dao và cái nĩa hướng vào nhau. Nếu con dao nằm ở phía tay phải của bạn, góc 4 giờ thì cái nĩa sẽ nằm ở phía tay trái, góc 8 giờ. Cái nĩa phải nằm ngửa lên thứ hai gợi ý mang món tiếp theo sau khi đã dùng hết một món để gọi món tiếp theo bạn hãy đặt con dao và cái đĩa vuông góc nhau hình chữ thập lúc này con dao và cái đĩa nên nằm ở chính giữa cái đĩa thứ ba ra hiệu đã ăn xong Quy tắc phổ biến nhất để ra hiệu cho nhân viên phục vụ bàn biết bạn đã ăn xong, đó là đặt con dao và cái đĩa song song với nhau cùng chiều và đặt thẳng trước mặt bạn. Thứ tư, khen ngợi món ăn ngon. Sau khi đã dùng bữa, nếu muốn dành cho đội ngũ nhân viên phục vụ lời khen ngợi về món ăn. Bạn hãy đặt con dao và cái nĩa song song theo chiều ngang trên cái đĩa. Thứ năm, phàn nàn món ăn không ngon. Khi cảm thấy hương vị của món ăn còn kém, người ta có thể dùng ngôn ngữ của con dao cái nĩa để ra hiệu cho nhà hàng biết. Từ đó rút kinh nghiệm mà phục vụ tốt hơn. Thực khách sẽ đan con dao và cái nĩa rồi đặt ở chính giữa cái đĩa các bạn lưu ý vì đây là một ký hiệu rất tế nhị nên bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện nhé thứ nhất con dao được cầm ở tay phải cái nĩa được cầm ở tay trái. Thức ăn khô được đưa lên miệng bằng cái nĩa. Con dao dùng để cắt thịt và lấy gia vị. Không được dùng con dao để đưa thức ăn vào miệng. Thứ hai, con dao và cái nĩa luôn được đặt ở trên cái đĩa, không để chúng xuống mặt bàn ăn thứ ba, bộ dao nĩa để ăn cá chỉ để khơi ra từng mảnh cá nhỏ nên không sắc như bộ dao nĩa để cắt thịt. Bộ dao nĩa để cắt thịt chỉ nên cắt một lần thành từng lát mỏng, không cắt đi cắt lại nhiều lần. Con dao sau khi cắt thịt được đặt cạnh cái đĩa và lưỡi con dao hướng vào trong lúc này bạn có thể chuyển cái nĩa từ tay trái sang tay phải cho thuận lợi khi dùng bữa các bạn thân mến trên đây là cách sử dụng con dao cái nĩa theo người châu âu và châu mỹ chúc các bạn sớm trở thành những thực khách văn minh lịch thiệp và sành điệu trên bàn ăn phương tây mến chào tạm biệt các bạn